Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh kiến thức nha. Thì cái video ngày hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kỹ thuật giúp các bạn có thể thêm những cái từ khóa vào trong cái video á, khi mà các bạn upload lên YouTube sao cho nhanh nhất và có thể sử dụng được những cái đề xuất, những cái từ khóa liên quan đến cái video của mình. Thì cái việc mà chúng ta up một cái video lên trên YouTube á, và chúng ta thêm từ khóa, thì cái này các bạn nghe nó rất là quen. Tuy nhiên mình sẽ có nhiều cái mới trong cái video này để giúp các bạn có thể giúp cái kênh nó có những cái từ khóa phù hợp hơn, cũng như là làm thế nào cho nó nhanh ha. Bây giờ mình sẽ vào trong cái phần nội dung video của mình nè. Mình sẽ lấy một cái video bất kỳ để mình làm cái phần demo. Thì ở đây á, cái trình duyệt web cốc cốc này của mình á, mình không có cài cái VidIQ ở đây. Thì mình sẽ hướng dẫn cái phần thêm từ khóa này. Nó sẽ có sự khác biệt giữa cái việc chúng ta có cài cái VidIQ và việc chúng ta không có cài. Nó sẽ khác nhau như thế nào. Còn ví dụ như cái trình duyệt web Google Chrome của mình á, thì mình có cài cái VidIQ chỗ này. Thì cái việc cài VidIQ như thế nào, mình có hướng dẫn ở trong cái mô tả của video ha. Các bạn sẽ bấm vào các bạn xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái phần từ khóa thôi. Thì các bạn thấy đó, khi mà chúng ta up video lên đó, thì chúng ta sẽ có cái màn hình tương tự như thế này. Và các bạn sẽ không có nhìn thấy được cái chỗ để chúng ta có thể thêm từ khóa. Tuy nhiên đó, thì các bạn quan sát ở phía dưới đó, nó sẽ có một cái chữ là hiện thêm. Nếu mà chúng ta bấm vào đây đó, thì nó sẽ có cái phần là thẻ hay còn gọi là từ khóa đó, thì chúng ta thêm vào đây. Thì các bạn sẽ nhập những cái từ khóa mà các bạn muốn thêm vào. Ví dụ như là video này mình nói về chú chó gì đó ha, thì các bạn có thể ghi ha, chú chó chẳng hạn. Rồi funny hay là cái gì đó, tùy cái này thì các bạn thôi. Cái này thì chúng ta sẽ nhập thủ công. Và nếu mà chúng ta muốn sao chép những cái từ khóa này lại á, thì lưu á, thì các bạn có thể bấm vào cái mục là sao chép toàn bộ chỗ này. Thì chúng ta hoàn toàn có thể lưu vào trong một cái file Word, một cái Excel gì đó. Thì cách làm này là cách làm thông thường. Tuy nhiên nó sẽ không có hay. Không có hay ở chỗ là sao? Chúng ta sẽ làm thủ công. Và chúng ta không biết những cái từ khóa này á, nó có tốt hay không. Bây giờ mình quay trở lại trình duyệt web. Cụ thể là cái kênh kiến thức của mình á. Và ở đây mình đã có cài sẵn VidIQ nha. Mình sẽ mở một cái video bất kỳ, ví dụ như video mới nhất đi, mình đang làm về một cái review phim. Thì cũng tương tự như lúc nãy, tuy nhiên có sự hỗ trợ của VidIQ. Thì các bạn sẽ nhìn bên dưới nè, ở đây thì mình đã bung ra rồi ha, cho nên các bạn sẽ thấy nó lại là chữ ẩn bớt, chứ không phải là chữ hiện thêm. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ thu lại, các bạn bung ra. Thì ở đây các bạn thấy mình thêm một số cái từ khóa của kênh và những cái từ khóa liên quan đến cái video này. Thì các bạn thấy bây giờ mình sẽ làm này, nó sẽ có sự khác biệt so với cái việc chúng ta không có sử dụng VidIQ. Giả sử như ở đây mình đang làm video về phố trong làng review tập 54 đi. Thì các bạn thấy mình nhập chữ phố trong làng này. Các bạn thấy lập tức nó sẽ gợi ý những cái từ khóa liên quan đến cái chữ mà chúng ta đang điền. Rất là hay ha. Ví dụ như mình chọn là tập 54 này. Thì các bạn thấy là khi chúng ta bấm vào á, thì nó sẽ liệt kê ra trong này. Hoặc là chúng ta có thể gõ thêm. Nó sẽ gợi ý thêm là tập 54 thì có thể là có trailer, bản chuẩn hay là bản review. Thì chúng ta có thể kích vào. Các bạn thấy này, rất là hay. Ví dụ như phố trong làng tập 54 này, mình rê chuột tới này. Sau đó các bạn có thể cắt ra, các bạn chọn thêm ví dụ như trailer. Thì các bạn thấy với cái việc mà thêm như thế này thì nó rất là hay. Bởi vì những cái từ này á là những cái từ mà người ta thường tìm kiếm liên quan đến cái chữ phố trong làng tập 54. Và đặc biệt á là nếu mà chúng ta sử dụng VidIQ thì phía sau nó có cái phần là dấu thăng và con số. Ở đây các bạn hiểu á, là với cái từ khóa này thì cái video này á nó sẽ chiếm vị trí thứ 22 trong kết quả tìm kiếm của YouTube. Còn nếu mà các bạn tìm cái từ khóa là phố trong làng review tập 54 á,
thì kết quả của mình á nó sẽ nằm trong cái kết quả của YouTube khi mà chúng ta tìm kiếm đó là ở vị trí thứ 11. Các bạn hoàn toàn có thể làm thử cái chuyện này. Ví dụ như mình copy cái từ khóa này mình vào trong YouTube mình tìm. Thì các bạn thấy cái video của mình á nó sẽ nằm ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên ở đây á là do mình đang đăng nhập trên cái tài khoản của mình cho nên nó đang hiện ưu tiên là thứ ba. Bây giờ mình sẽ mở một cái trình duyệt ở chế độ riêng tư. Riêng tư thì nó sẽ không có sử dụng cái tài khoản của mình ha. Và bây giờ mình sẽ vào trong cái phần YouTube mình search, mình kiểm tra xem á với cái từ khóa đó có phải mình ở vị trí thứ 11 hay không. Các bạn sẽ vào cái phần tìm kiếm của YouTube này và chúng ta sẽ dán cái từ khóa đó ra. Sau đó các bạn nhấn Enter. Thì các bạn kiểm tra xem cái video của kênh kiến thức nó nằm ở chỗ nào. Các bạn nhìn nha. Các bạn thấy nằm ở đây nè. Và nếu mà chúng ta điểm lùi lại thì nó sẽ là vị trí thứ 11. Các bạn điểm nè, 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 ha, 11. Các bạn thấy không? Thì rất là ok. Các bạn thấy là cái viết IQ nó rất là tốt trong cái phần giúp chúng ta làm YouTube. Thì các bạn lưu ý là mình sẽ để cái link trong cái phần mô tả nha, để giúp các bạn có thể cài được cái viết IQ này trên cái trình duyệt web máy tính của bạn. Thì hiện nay nó đã hỗ trợ cả trình duyệt web Google Chrome, Cốc Cốc hay là Firefox, nó đều chạy được hết cái tính cách này nha. Tiếp theo nó có một cái hay nữa là khi mà chúng ta cài viết IQ á, mà các bạn nhập cái từ khóa này nè, thì các bạn nhìn ở chỗ này nó sẽ có một cái phần gọi là bật từ khóa inline. Ở đây nó đang để chế độ là off nha, cho nên các bạn thấy là những cái video này á nó không có show cái thẻ từ khóa ra. Bây giờ mình sẽ bấm vào mình kích hoạt lên nè, thì các bạn thấy lập tức những cái từ khóa này nó sẽ thể hiện. Còn nếu bạn tắt đi nè, nó sẵn đi nha. Rồi, thế thì nếu mà chúng ta cần copy những cái từ khóa của những cái video mà nằm ở top á, thì các bạn thấy mình sẽ bấm vào chỗ này, sao chép thẻ task vào bộ dấu tạm. Thế thì khi mà các bạn làm thì các bạn có thể đem qua cái video của mình, sau đó thì các bạn dán ra, lập tức nó sẽ sao chép những cái từ khóa đó của cái video mà mình muốn nè, nó bỏ vào trong đây. Giờ nếu mà chúng ta thích cái nào thì chúng ta để lại, không thích thì các bạn bấm vào đây các bạn xóa. Thì rõ ràng các bạn thấy với cái giải pháp này á thì cái việc mà sao chép cái từ khóa rất là nhanh, chỉ trong vòng vài chục giây thôi chúng ta đã có những cái từ khóa ok, giúp cho cái video nó dễ dàng đề xuất hơn, để giúp cho cái lượt xem cũng như là lượt tiếp cận người xem á nó nhiều lên. Thì đó là một cái mẹo giúp các bạn có thể thêm từ khóa vào trong cái video của bạn trên YouTube. Ngoài ra thì các bạn lưu ý ở bên dưới nó có một cái phần nữa là thẻ task được đề xuất. Thì cái này nó sẽ dựa vào trong cái nội dung của chúng ta đó, nó sẽ đưa ra những cái từ khóa để các bạn có thể thêm vào trên đây. Tuy nhiên ở đây á mình đang dùng bản miễn phí cho nên nó chỉ ghi có ba cái nội dung thôi, ba cái từ khóa thôi. Nếu mà bạn dùng một cái phiên bản trả tiền á thì nó sẽ liệt kê rất nhiều ở đây. Ví dụ như ở đây nó nói là nếu bạn dùng cái bản boost này nè thì các bạn sẽ được 217 cái thẻ đề xuất để các bạn có thể lít, các bạn chọn đưa lên đây. Mình lấy ví dụ như bây giờ mình bấm vào cái chữ hướng dẫn ha, các bạn thấy tự động nó đưa lên nè. Thì rõ ràng là dưới sự hỗ trợ của VidIQ thì chúng ta có thể có được những cái từ khóa rất là nhanh, rất là phù hợp với cái video chúng ta để giúp nó được đề xuất hơn. Thì sau khi mà các bạn làm xong thì chúng ta sẽ bấm vào nút lưu ha, để chúng ta đưa cái từ khóa này vào trong cái video của mình. Thì vừa rồi là mình chia sẻ một cái thủ thuật để giúp các bạn có thể nhanh chóng giúp video có thể được đề xuất thông qua cái sự hỗ trợ của từ khóa. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu mà video này hay, hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like. Cũng như là chia sẻ video cho nhiều người biết hơn để giúp cái video nó được lan tỏa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.